Và vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, không ai khác, chính xác là Blue. Và chúng ta cùng nhau tiếp tục với series ARK Edition thôi. Trong tập lần trước, tất cả các bạn đều biết là mình đã thành công thuần hóa được một em Alpha Dragon. Và có thể nói sau một khoảng thời gian trải nghiệm á, thì mình chỉ có một từ duy nhất dành cho nó là phế thôi tất cả các bạn ạ. Ôi, khát nước rồi này. Đâu đó thì cái công dụng duy nhất của em Alpha Dragon này mang lại á, là chỉ dùng để lấy trứng Alpha mà thôi. Và đã một ngày trôi qua rồi và nó không hề cho mình một quả trứng nào cả. Và bây giờ thì mình đã nhận ra một điều rằng á, những cái con mà boss á các bạn, thì chúng ta cần có một cặp thì mới có thể gọi là sinh sản được thì phải, cũng như là đẻ trứng. Từ từ để xuống đây lấy một cái bình nước cái đã. Ok, con gì mà to bay ở trên quá vậy? Ôi, có cái con gì to đùng, nó bay cái bóng khá là to luôn này. À, thì ra là quét vô. Đấy, các bạn thấy đấy, trong tập lần trước thì mình cũng đã có phải gọi là review sơ qua về em nó rồi. Đây, để mình cho tất cả các bạn xem lại một lần nữa nha. Mình đã nâng cho nó khá là nhiều điểm đam, đâu đó là tầm khoảng 20 mấy rồi thì phải. Nhưng mà lượng đam của nó mang lại thì có 10 mấy k như thế này thôi mọi người ạ. Mặc dù thì lúc mình tem nó thì level nó khá là thấp, nhưng mà dù gì thì cũng phải được khoảng 50-60 ngàn đam chứ, mà có 10 mấy ngàn đam như thế này thì sao mà chơi được, đúng không nào? Đấy, vì thế được con Alpha này khá là phế nên là mình sẽ không có cố gắng gọi là bắt thêm mấy con Alpha Dragon kiểu như thế này nữa. Nếu mà có bắt thì mình sẽ bắt một con đực để gọi là kích đẻ cho nó để mình lấy trứng Alpha, và mình sẽ tiến tới hệ tiếp theo là Apex Boss cho tất cả các bạn nha. Ok, thì bỗng nhiên mình nhìn lại thì cái nhà của mình bây giờ thật là nhiều thú anh em ạ. Đó, đâu đó thì nó đứng mới gọi là gần bích hết rồi. Và trong cuộc hành trình ngày hôm nay, dự định của mình chính xác là mình sẽ sưu tập thêm một em trao nữa. Và đâu đó thì mình nghĩ đến là trao Red nha tất cả các bạn nha. Trong cuộc hành trình gần đây á, thì khi mà mình đi qua cái khu vực gọi là nhiễm phóng xạ, cái khu hồ nước axit đấy, khi mà mình xuống dưới đó thì sẽ bị gọi là bị trừ máu đấy. Thì mình đã phát hiện ra được hai em trao. Một là em trao Spino, hai là em trao Red. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quyết định là đi thường hóa em trao Red trước nha. Ok, let's go, bắt đầu thôi nào. Đầu tiên là chắc chắn là phải chuẩn bị gọi là trao O rồi đúng không? Ok, đấy, cục trao O. Hiện tại thì cục trao O thì ây da, khá là tốn nhờ. Từ từ. Ừ, hình như là mấy cái kiếp bồ thì hơi căng với mình. Từ kiếp bồ à. Ui, mấy cái này là cái gì vậy? Cái kiếp bồ Demonic. Demonic đâu rồi nhờ? Đây, Demonic đây. Thiếu trái bắp, thiếu trứng Omega, thiếu trái chanh. À, trong cái lúc mà chờ đợi em Alpha kia đẻ thì mình cũng đã có đi thu hoạch. Đấy, thu hoạch như các bạn có thể thấy này. Bây giờ có mấy trái cây này đủ rồi nè. Đấy, mình sẽ cố gắng trồng thêm nhiều trái cây nữa trong thời gian sắp tới nha mọi người. Ủa, sao tự nhiên trong người của mình lại có hai cái này thế nhờ? Đấy, ok. Đi bồ nè. Ui, thiếu trứng Omega rồi. Ui, thiếu trứng Omega rồi anh em ơi, từ từ. Omega. Ây ơi. Mình nghĩ, ui, không có trái trắng luôn à. Mình nghĩ thì sẽ có một số bạn nhận ra một điều là kiểu như ngày hôm nay á, thì cái hình ảnh của nó sẽ khác so với gọi là mấy tập lần trước. Tại vì mình đã gọi là reset cái gọi là cái setting lại rồi anh em ạ. Và mình cũng không nhớ là đợt trước là mình đã chỉnh như thế nào để bây giờ mình chỉnh giống lại được nữa. Nên là tạm thời các bạn cứ xem như thế này đỡ nha. Mình cũng không biết là nó đẹp hơn hay là nó xấu hơn so với gọi là mấy tập lần trước nữa. Nhưng mà mình thấy là chắc là đẹp hơn đúng không anh em? Các bạn nào mà phải gọi là đang xem thì cho mình phải gọi là nhận xét ở bên dưới phần bình luận nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và một điều nữa thì mình muốn thông báo với tất cả các bạn là thời gian gần đây thì mình đang phải gọi là livestream ở trên nền tảng là Nemo TV. Vì thế là bạn nào mà kiểu như yêu thích mình, quý mình thì đừng quên ủng hộ mình. Và đường link thì mình để bên dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, sao con này nãy giờ nó không ra trứng mà nó ra tàn là shit không vậy? Rồi, một trứng rồi. Ây da. Cố lên, ra trứng nào. Ây da. Ra trứng đi. Nãy giờ hơi nhiều đó. Ôi, tính ra con Omega này nó đẻ dữ lắm rồi đó, nhưng mà tại sao nó. Ủa, bình thường mình nhớ nó đẻ nhiều lắm mà ta. Ui, nhồi cả gần hơn 400 trứng rồi mà nó không ra trứng nào kìa. À, 400 trái trắng. Ra trứng đi nào.
Hay. Ngày hôm nay là nó chống cự rồi. Rồi luôn, hiểu luôn. 300 trái này mà không ra nữa thì toan đấy. Nhấp muốn phải gọi là mỏi ngón tay lắm rồi đó. Chắc chuyển qua cá sấu quá anh em ơi. Cái con này ngày hôm nay nó làm biến rồi. Con này hôm nay nó làm biến rồi. Ơ kìa. Ơ hay. Lì thế nha. Mình ráng mình nhồi hết thứ xem nó ra không. Rồi ra rồi, cuối cùng nó cũng ra rồi. Cuối cùng nó cũng được hai trứng anh em à. Những trái trắng cuối cùng là chúng ta đã ra được hai trứng rồi nè. Khó chịu thiệt sự chứ. Mình cố gắng mình nhồi nhét hết luôn cho rồi. Rồi ok. Ui 800 trái trắng mà ra đúng hai trứng thôi. Thật không vậy? Ok. Ra. Ui. Một trứng. Hai trứng. Ba trứng. Ok, có ba trứng thôi anh em ạ. Còn con cá sấu này hổm rày có đẻ không? Không đẻ luôn. Ok. Được ba trứng. Đó, cũng được. Ui, 800 trái trắng mà ra có ba trứng là quá là ít luôn á. Chứ không có nhiều đâu. Đấy. Kipo. Đây rồi, Celestial. Demonic. Đấy. Giờ cái cục dao thôi. Ui, máu Origin hả? Ai da rồi, là phải đi farm máu nữa rồi. Phải đi farm cái tụi Origin nữa rồi. Ừ ha, lấy con Chao đi. Đúng, 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 đúng. Bây giờ thì có em Chao Griffin này rồi ấy. Thì cái việc mà đi farm cái tụi Origin nó không có phải gọi là khó như lúc trước nữa. Ví dụ như lúc trước đúng không? Là đi đi farm cái tụi Origin á, là mình cần phải vác theo một con Demonic để gọi là có đam chính. Nhưng mà không, bây giờ thì có em Chao này rồi thì mọi việc nó sẽ đơn giản hơn khá là nhiều. Khi mà mình sẽ sử dụng nó để bay này, nếu mà thấy thì mình cứ quýnh luôn à, chứ không có còn phải gọi là lên xuống như lúc trước nữa anh em. Đấy. Mình cũng muốn bảo vệ thính lắm luôn ấy, nhưng mà mấy cái thính này nó yếu quá. Mấy cái thính nó yếu xìu à. Mình sử dụng mấy con mạnh này để bảo vệ thính thì nó sẽ không được là cái chắc rồi đó. Ok. Đâu rồi, có con Chao nào không? Ui, Celeste nè. Celeste, 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 Celeste. Ôi. Level bao nhiêu vậy? Ui, 145, 25 điểm đam luôn. Ừ, để nó đi, để nó đi. Để nó đó đi, sau này mà phải gọi là có thời gian thì mình sẽ bắt. Kiểu như là mình sẽ sưu tập đủ bộ Celeste luôn anh em ạ. Còn hiện tại thì mình thấy là cái tụi Origin nó đang tuyệt chủng nha. Mình cũng không biết là khi nào nó mới spawn ra lại nữa. Nhưng mà bây giờ là hơi ít đó. Ok ok. Qua đây thôi. Cái khu hồ nước á, cái khu hồ nước đen á thì hiện tại là kiểu như là từ trước đến giờ mình ít qua. Nên là tụi nó spawn thú nó khá là ghê. Và hy vọng thì mình sẽ thấy được một con Origin ở bên đây. Đây rồi, đợt trước mình thấy có con Chao ở đây nè anh em. Con Chao với con Spino, hai con luôn. À, con Chao Red với con Chao Spino thì mới đúng hơn. Ok. Nó lãng nhãn đâu đây thôi, con Chao khó giết lắm, mình nghĩ là nó không có chết đâu. Qua khu hồ nước đen cái đi. Origin, Origin. Cần một máu Origin thì mới ấy được anh em ạ. Một máu Origin. Hay à. Nếu mà kiếm ở đây mà không thấy con Origin thì chắc qua bên khu sa mạc luôn. Omega kìa. Omega. Omega của chúng tôi. Phàm máu, phàm da luôn. Phàm máu, phàm da luôn anh em. Rồi chắc đi qua bên sa mạc kiếm rồi, bên đây không có rồi. Ui, con gì vậy? À con God, con God. Red God. Red God, Red God. Ui, mình thích chơi mấy con Griffin này vãi cả chưởng luôn anh em ạ. Thấy nó phải gọi là tuyệt vời như thế nào á, vừa phải gọi là bay được. Ây da, đây rồi. Đây rồi,
Đây rồi. Ủa? Ôi có nhạc, có nhạc, có nhạc, có nhạc, có nhạc. Từ 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 mấy con này. Bây giờ mình để mình chỉnh nhạc lại cái anh em ạ. Ờ muốn xịt nè. Đấy, chỉnh nhạc lại. Cano, cano, cano. Mấy con bờ te này thiệt chứ. Khó chịu lắm luôn á. Nửa máu rồi, một nửa máu rồi. Ôi, quýnh đúng con bờ te lên, triệu rưỡi, triệu mốt luôn kìa. Mày. Thôi, ủa. Ừ, chưa chết, chưa chết, chưa chết, mình tưởng nó chết rồi chứ. Thẩm này là đánh là không ra bình mát nha. Ôi, xui dữ vậy ta, nay hôm nay là không ra luôn anh em ạ. Mấy hôm trước không ra rồi, hôm nay cũng không ra luôn. Nếu mà mình kiếm thêm một con nữa thì khỏe. Nếu như kiếm thêm được một con nữa thì mình sẽ chế được cái mũi một mũi origin nè. Được, ngon 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 ngon. Con trao rét thì nó khá là to nên là mình nghĩ là bắn nó thì chỉ cần một mũi thôi. Nhưng mà muốn chắc kèo thì cố gắng hai mũi anh em ơi. Chắc kèo thì cố gắng hai mũi. Ok. Bây giờ thì để mình qua bên khu vực sa mạc coi thấy có con origin không. Cũng lâu quá rồi chúng ta chưa qua nên là chắc mình nghĩ là sẽ có đấy, sẽ có mấy con origin bên đây đấy. Có không? Origin, origin. Đâu rồi? Hình như độ sáng nó khá là sáng so với phải gọi là hôm trước nhờ. Để mình phải gọi là sẽ chỉnh lại cho nó phải gọi là vừa vừa hơn. Này hình như nó khá là sáng thì phải. Rồi luôn, hiểu luôn. Mấy con origin này khá là dễ tìm tại vì chỉ cần lại gần nó thôi. Là nó ấy à, 135 rồi. Ui. Ây da, ra select rồi kìa. Select Griffin anh em ơi. Ui 145 luôn. Select Griffin 145 luôn. Ăn hai. À đây 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 đây. Ăn hai kiếp bồ, ăn hai kiếp bồ. Mày 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 mày. 145 ăn hai kiếp bồ. Ấy da. Ấy da. Má con chim này. 145 ăn hai kiếp bồ. Được đấy, được đấy, được đấy. Hay giờ mình bắn ngủ nó luôn nhờ. Nếu mà giờ bắn ngủ nó để đó thì mình sợ nó chết. Sợ nó chết thôi. Thôi thà kệ đi, thà để nó sống nó đi. Hai kiếp bồ ở nhà phải còn chế được không nhờ. Ây da, ây da, ây da, ây da. Con Velo nó đâu bắn vậy? Ây da, ây da, ây da. Con Velo nó đâu bắn vậy anh em? Khó chịu đấy nhờ. Tí nữa là hẹo rồi. Ồ không, nó bắn mình tưởng đâu là cái con gì rít đam mình không á. Rồi, con Griffin Select còn không? Nó vẫn còn ở đây đúng không? Ủa? Nó mới đây mà. Ui Manticore gì đây? Ui Abed Manticore cái luôn. Ngon. Ui mình mà có con Abed này nhá là tem thú nó rất là dễ luôn anh em ạ. Bây giờ là con Alpha nó đã phải gọi là gây tô bồ ghê gớm rồi. Mà bây giờ nó lên Apex nữa thì tới công chuyện luôn. Chào Manticore đúng không? Ui chào Manticore kìa. À da. Con này dưới đây là con gì? Alpha Manticore. Ê nó đánh con gì gần ngất rồi. Wow, né 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 né, té 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 té. Về anh em ơi. Ở đó nó quăng cho một phát là con Griffin của mình ngủ luôn á. Tới công chuyện luôn á. Ok, té 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 té, về thôi. Lên 2 cấp nữa hả? 2 cấp, nâng máu đi.
Bỗng nhiên phải gọi là mình thấy sợ sợ làm sao á. Mình cũng tính nâng đam lắm rồi nhưng mà thôi nâng máu đi anh em ạ. Ok, let's go. Đấy, cho hết vô đây nè. Mấy cái đồ này cùi mía quá. Ở kìa. À còn cái kibble elemental nữa. Quên. Đây. Ui làm được có một cái kibble select nữa thôi anh em. Hình như là thiếu một trứng thì phải. Thiếu một trứng nữa. Đây rồi. Cục chào. Tên origin luôn ha. Rồi. Rồi mũi tên đâu? Ok đây. Rồi bình ít nữa. Bình ít nè. Ok. Vậy là đủ rồi đó. Giờ đủ đi đi tem con trao rồi đó. Con trao thì mình nghĩ là cái tô bầu nó khá là cao. Vì vậy thì ác hẳn mình sẽ không có sử dụng mình không có sử dụng con Manticore để đánh nha các bạn nha. Ừ ha, mà sử dụng Manticore đánh cũng được. Tại vì nó ở dưới đất mà. Không, bắn tên Origin thì hơi tốn. Ừ, ha, quên. Ví dụ như con Griffin hôm hổm á thì nó bay, chúng ta khó quăng. Nhưng mà con Red này mình nghĩ là mình làm được. Con Red này mình nghĩ là sử dụng con Manticore là một quyết định đúng đắn. Ok. Máu không cho nó bình đi. Thấy nó phải gọi là tụt máu quá vậy. Đấy. Đứng này. Không biết nó có còn hay không nữa đây này. Con trao Red không biết còn hay không này. Mình nếu mà trí nhớ của mình không lầm á, là nó level 145 thì phải. Đợt đó thì chúng ta định giết đúng không? Đợt đó thì chúng ta định giết. Nhưng mà kiểu như thấy level cao quá nên là chừa lại đấy. Có bạn nào nhớ không? Đây nè, bên đây nè. Ui, tính ra con Manticore này hình như max level luôn rồi nè. Max level luôn rồi anh em ơi. Đây, khu này đây. Xác là khu này rồi. Sai vào đâu được. Đâu rồi, ra đi nào. Ủa? À đây. Đó. Ui, 20 điểm đam. Ui, 26 điểm food kìa. Đấy, 5 triệu tô bồ nha. Không đùa đâu. Từ. Ui, chín rồi kìa. Trúng nữa nè. 5 triệu tô bồ đó anh em ơi. Trúng nè. Ui, nó phun kìa. Ghê không? Ghê chưa? Quay nó phun lửa nữa. Đúng cái đùi. Đấy. Mấy cái con mà dưới đất như thế này là sử dụng con Manticore là hợp lý. Còn mấy con bay cao như Griffin thì không sử dụng được. Ừ, chứ bây giờ bắn tên Origin thì cũng được đó. Nhưng mà giờ thời gian gần đây nó hơi khan hiếm Origin nên là thôi tiết kiệm hết cũng có thể nha anh em. Dính hiệu ứng trao rồi. Ok. Mày bay cao lên. Con trao sau này khó điều khiển à, con Manticore của mình sau này khó điều khiển chứ người ta. Đấy, cứ dính nhiều đều phải gọi là nào ba bốn phát như thế này thì không lâu thì nó cũng phải gấp thôi. Ôi. Hên là con Manticore của mình nó máu trâu á. Mấy con như bờ te lại mà gặp con trao này là chết queo liền. Ui, bắn đón đầu như thế mà không cần. Đây này chứ đâu, trốn. Đấy.
2,2 triệu máu. Đem xong chắc mình nghĩ là nó lên được 3 triệu máu đó. Ui, trúng nhiều kìa. Mấy cái pha mà trúng nhiều á, bạn nhìn nó thích cực kỳ luôn á. Cái ốc lên turbo nó lên cái bực luôn. Từ để mình quăng thử cái chiêu quẩy đuôi cho anh em xem. Quẩy đuôi. Ok, sao quẩy đuôi hụt không vậy? Quẩy. Quẩy. Quẩy đuôi đam cao quá. Ôi. Quăng nãy giờ hơi bị mệt đó. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, ngủ. Ok. Chạy đi đâu. Ngủ đi. Ôi. Bắn mé mé thôi. Rồi, đây, ngủ, hay quá rồi. Ok. Rồi, tỉnh dậy nhanh. Các bạn biết sao không? Nó bị dính ở dưới nước này. Nên là nó sẽ bị trừ máu đó. Con gì đánh vậy? Về gấp, té gấp. Vô. Ui, được rồi. Về. Đấy, mình nói với các bạn rồi, có con trao Spino với con trao Red ở đây mà. Trí nhớ của mình không làm đâu. Ở sa mạc là bây giờ có con trao Manticore nữa kìa. Nhưng mà làm sao bắt được con trao Manticore chứ. Rồi có thêm con Apex hay gọi là Manticore nữa. Mục tiêu hướng tới là Apex Manticore, khá là đẹp. Còn thì bây giờ thì cố gắng bay về làm cái yên. Ôi, con Red này cần yên không nhờ? Hình như là cần thì phải. Red này khá là cần cái yên. Ê, lên cấp nữa này. Lên cấp này. Ui, lần có 2 điểm tốc độ bay thôi mà các bạn nhìn thấy có sự khác biệt so với lúc nãy rõ ràng luôn á. Bay nhanh hơn hẳn. Trời ơi, đói rồi này. Đạp xuống. Dần dần thì nhà phải gọi là gần hết chỗ rồi anh em ạ. Thấy mấy con to nó chiếm chỗ vãi cả chưởng ra luôn. Ví dụ như mấy con nè, Demonic ấy nè, Demonic Ripper này, Celestial Indominus Red này. Rất là chiếm chỗ luôn á. Ra nào. Ra. Ui. Ha, nhìn nó đẹp chưa kìa. Ui, cái đuôi của nó nhìn căng vậy. Chào Red đây. Ok. Ui. Chết rồi, 500 polymer đâu ra? Ai da, rồi phải giết mấy con cu rắp tịt rồi anh em ơi. Khó chịu thế nhờ, phải đi giết mấy con cu rắp tịt rồi. Không sao. Farm cái gì chứ farm cái này dễ ẹt. Mấy con cu rắp tịt một tí xíu là chết hết. Rồi. Giết mấy con cu rắp tịt để lấy polymer thôi. Hình như giết con này cũng có nữa này phải nè. Không, con này không có. Đâu rồi, tới lúc cần cua rắp tịt rồi đấy. Đây. Cần khoảng nhiêu nhờ, hồi nãy là hình như là cần mấy trăm ta. 300 là đủ đúng không? 77 nè, thấy không, farm nhanh không? Gì chứ phải gọi là mấy con này thì farm cái này khá là nhanh. 40 nữa nè. 6. Rồi mất xác luôn này. Gì vậy? 8. Ui 69 luôn kìa. Ui. Có
Cái gì vậy? Red. Ui, 100 mấy luôn rồi. Ôi đủ 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 anh em ạ. Đủ rồi. Mình khá là thích cái chiêu mà từ trên cao lượn xuống của con Griffin luôn á. Đây. Đâu rồi. Ui 300 mấy luôn nè, 100 mấy ngọc trai nữa nè. Còn thế nha. Ui nhìn cho Red nhìn đẹp thế nha. Ok, cho vô nè. Đấy. Được cái in Red rồi. Ok. Còn chần chờ gì nữa, test thôi. Ok. Ui mình nói có sai đâu, hồi nãy 2 triệu là lên 3 triệu rồi, đúng rồi. Ok ok. Ui cái con này đột biến stamina hả anh em? Ủa 35 điểm. Ui đột biến đam rồi. Con này đột biến lam rồi anh em ạ. Nè 35 điểm mấy nè, 35 điểm đam. Uầy tuyệt vời thật sự ạ. 35 điểm đam nè, 35 điểm đam. Được 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 được. Cạp nè. Phun lửa nè. Không có cần tròn, không có ít. Chỉ có chiêu C thôi. Ây da, ây da. Mấy quả cầu này hơi bị chí nha. Mấy quả cầu này hơi hơi bị chí mạng đó. Ui, nó nhìn nó lực kìa. Được thế nha. Ây da, ây da. Nhưng mà cái con này nó di chuyển hơi đù nha. Mạnh thì mạnh đó, nhưng mà di chuyển thì thấy hơi có vẻ không thích nha. Di chuyển nhìn củ chuối quá. Ba ngàn mấy đam. Trời ơi. Nhảy xuống. Chơi luôn. Rồi. Đầu tiên cạp một cạp bao nhiêu đam đây. Đó. Tại vì cũng phải gọi là 200 chứ. Phun lửa. Ôi mấy con này quên. Mấy con này đi lại gần là nó chết hết rồi anh em ạ. À. Phun lửa có mười mấy thôi. Con này thì nó phun không được xa cho lắm nhờ. Chín mươi mấy thôi á. Ây da cũng thấp nhờ. Cạp nó sẽ đam nhiều hơn. Hơi thấp hơi thấp. Ui 38 luôn kìa. Mười triệu máu. Rồi đam. Ui quên cộng vài điểm cho stamina rồi. Ẩu quá ẩu quá. Quên cộng vài điểm cho stamina rồi anh em ơi. Đấy. Một phát vừa 300 mấy rồi này. Cạp phát nhiều. Ây da, ây da, ây da. Ui. Mình nghĩ là con này có tương lai. Cạp một phát là 1 triệu đó. Thật sự luôn. Con này có tương lai. Tương lai sáng lạng. Ui bắn ra ngay người 1 triệu rồi kìa. Ây da, tính ra dòng trao mà nó đã mạnh như thế này thì mới gọi là. Là mấy con Spirit thì sao nhờ. Mình chưa đụng tới mới gọi là một con Spirit nào. Spirit thì là cô leo cả anh em. Tấn công bất ngờ. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da, nó quá cái cục kia lên rồi, chạy. Chạy nhanh, nó nổ là chết. Nó hên quá. Nó nổ là mình chết tinh thú đó. Hên, 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 hên. Stamina cho nó nữa. Ui, nãy giờ nhiều ngọc trai đen mới sắc quá nha.
Con này phải nâng khá là ok đó. Một cặp của nó lúc nãy là sắp chết con Spirit luôn á các bạn ạ. Được thật sự nha. Con này quăng hơi tù nha. Quăng không được xa. Hay da. Ui con God. God. Rồi trúng độc của con God luôn rồi. God trúng độc của con Ripper chứ. Nếu có con này thì đi càng quét thì cũng được đó. Đi tới đâu là mấy con yếu yếu chết hết. Nè con đi ke nè chết nè. Chết queo luôn. Tội thế nha. Chết con này luôn. Ừ sử dụng mấy con trao đi tem thú cũng phải gọi là nên cân nhắc lại á. Ok thì có thể nói thì chết trời chết con robot luôn rồi. Có thể nói thì ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau phải gọi là thuần hóa thêm được một con vật mới nữa rồi anh em ạ. À, chính xác là trao trao red ai. Và như các bạn có thể thấy thì nó khá là đẹp. Thực sự luôn, nó rất là đẹp luôn á anh em. Nè các bạn nhìn đi. Nó rất là đẹp luôn ấy, không đùa được đâu. Đấy, thực sự rất là đẹp luôn á. Ui đây rồi, kiếm cái góc nào đẹp đẹp chụp cho nó tấm hình cái đã. À đây. Đấy. Ui. Ok. Tập ngày hôm nay thì đến đây kết thúc thôi tất cả các bạn ạ. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập tiếp theo nha. Các bạn nào đang theo dõi video thì đừng quên để lại một like và đăng ký channel để ủng hộ mình đấy. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.